giới đã muôn ngàn lần biên, nào phải đâu là chuyến đầu tiên. Cứ xem con vật hiểu liền, nổi lên chìm xuống có yên bao giờ. Con vật nhỏ mau cơ biến đổi, qua đất to lâu mới thay hình. Xét ra chẳng vật mình đang ngồi trên đám lục bình giữa sông. Người sao chẳng để lòng suy nghiệm, tìm hiểu cho được điểm thanh cao. Biết bao nhiêu cõi hiền lành, lâu bền hơn cõi nhân sanh hiện giờ. Không đau khổ chẳng cơ giặc già, sống lâu dài không kẻ nghèo hèn. Nhân lành nhờ đã tạo nên, cho nên mới được sanh lên cõi này. Người cũng khá sang ngay bên đó, được an nhàn và có phước dư. Cõi trần ai cũng sầu tư, giàu nghèo chẳng có mấy người không lo. Đời sắp rốt tu cho gấp gấp, trễ thời kỳ khó lập công phu. Một giờ đêm đổi muôn thu, hả không chịu khó lo tu cho thành. Nghe lời này đồng tình rơi lệ, Phật thương đời như thể là cùng. Thật là hữu thị hữu chung, xưa sau nay vậy không lòng đổi thay. Cứ thương mãi dù ai có ghét, vẫn nhớ hoài cũng mặt người quên. Nghĩ rồi ta lại khóc lên, ơn này biết thuở nào đền cho xong. Phật liền mới ôn tồn khuyên bảo, con chớ nên ao não trong lòng. Con luôn ăn ở sạch trong ấy, là con đã đáp xong ân tình. Phật dùng lành đem lành đáp lại, tất nhiên là đạo nghĩa tròn vuông. Khó chi mà phải ưu buồn, hãy nên hoan hỷ lo xuống phận mình. Con ráng tập được tình như Phật, lòng biết thương vạn vật sanh linh. Dù ai cay đắng mặt tình, cứ lo khuyên vô lời lành cho nghe. Khuyên được kẻ không khoe rằng giỏi, người không nghe chẳng khởi lòng hờn. Không chờ ai đáp đến ân, cứ đem lòng thì không cần phải thâu. Dạy đến hiểu mau lâu không nề, miệng người tu không kể lao thân. Dù người gạn hỏi bao lần, cũng vui đáp lại không hờn điều chi. Biển dài đến khi rõ lý, nghe cũng vui khinh bỉ không buồn. Kể màu như suối cứ tuôn, chẳng buồn rều cạn không buồn cỏ ngăn. Lòng thương chung không ngần bờ mẹ, thương người như lòng mẹ thương con.
cứ lo phận sự cho tròn, khổ lao chẳng nể mất còn không nao. Giữ sự lành hơn giàu giữ của, cứ xăm xoay không bữa não rời. Lo tu hơn kẻ lo đời, ngày đêm chẳng ngất dung bồi phước duyên. Đời lo được nhiều tiền nhiều của, đạo mong sao nên quả nên công. Phật không ngất niệm trong lòng, phước không quên tạo khắp trong xóm làng. Khổ thay đời không than không trách, vui trên đường đạo đức sớm khuya. Xác thân có thể vui lìa, nhân lành lòng quyết không hề rời ra. Thà bỏ mạng không xa chánh đạo, trừ tà tâm hơn tạo trừ thù. Lòng tham của đổi tham tu được, như vậy chẳng bao lâu tất thành. Không thành tại chẳng hành chánh đạo, đâu phải do Phật giáo không linh. Ngày chuyên học tất ngày tinh tâm, chuyên niệm Phật tâm linh không lầm. Cầu vạn sự do tâm rất đúng, khéo do tâm dụng cũng do tâm. Thành cù sâu phải chịu nằm, muốn xoay trắng huệ sống tâm phải bình. Cứ như thế mà hành chinh chắn, dù quả chi cũng đặng chứng thành. Cho nên khuyên nhủ nhân sanh, nếu người nhận phải thì hành mau đi. Chờ gặp cuộc biến di thương hại, é cho người hối cải muộn màng. Ráng lo làm phước làm gian, để mà giữ được hỏi hàng Phật tiên. Có vị từ hoa sen hiện tới, có vị từ trong khối mây ra. Trên hư không bỗng có nhà, rồi từ trong ấy đi ra nhiều ngày. Có vị từ trong cây mà xuất, có vị từ dưới đất chung lên. Nuôi non lại quá lầu đền, nơi lung trắp bỗng biến nên thị thành. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phủ khéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép, sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh. Linh ngoài sức tưởng tượng, linh hoài không ai dám địch kình nổi quay. Núi vàng quá phương Tây hực hờ, lầu ngọc bài chói rỡ hướng đông. Lâm người đắc phép lục thông, nhiều bà về Phật lâm ông quy thần. Cõi sen hiện chính từng chính cấp, do công tu có thấp
có cao, có hào quang đủ các màu, người già qua trẻ cùng nhau tươi cười. Các Phật thuyết nhiều lời bi thầm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông, lấy làm hoan hỷ nơi lòng, nào lời tán thán nào bóng cúng dường. Đâu đâu cũng mùi hương thơm ngát, cảm lấy duyên chim hót thanh thao. Đông Tây bất luận chỗ nào, các hoa đều trổ để chào Phật tiên. Ngày trời kế đêm liền trăng mọc, bốn mùa không lạnh nực tiết thời. Nhà nhà đều được thanh thơi, không ai đuối điếc, chẳng người què câm. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mướt lại êm. Ngại hạnh chi những về đêm, luôn luôn có gió thổi lên nhẹ nhàng. Nhiều người biết phi đằng rất chóng, thường ngao du khắp bốn phương trời. Cảnh này đang cảnh vui chơi, thiệt tận thế giới thiệt người thường quân. Ai muốn được để chân đến đó, phải lương hiền đừng có hung hăng. Quan dân cứ xử công bằng, việc nhà việc nước ở ăn dung hòa. Kẻ nhận lỗi thứ tha khoản đài, người đói nghèo cơm giải cấp ban. Giúp người bệnh những thuốc thang, lòng nhân bủa khắp xóm làng gần xa. Được thế sẽ trung qua cõi trượt, cảnh thần tiên sẽ được sống qua. Lời này của Phật nói ra, con đem truyền lại trẻ già được hay. Ta liền chấp hai tay kinh bay, xin dâng lời truyền lại nhân gian. Trên đường phổ biến đảo tràng, mong ơn Phật độ cho đàn được xuôi. Đức đã kém lại hồi điên bay, như thuyền con đem lái biển to. Nếu không nhờ Phật giúp cho, việc ngừng trước cảnh gai go không chừng. Phật rằng việc dù ngừng đi nữa, cũng nhất thời rồi sửa lại xuống. Khuyên con chớ khởi lòng buồn, lớp không gai cấn thì tuồn chẳng hay. Con chớ ngại đức tài non kém, đổ một người hướng thiện quay đầu. Đức kia lân sánh địa cầu, giá cao hơn giá bảo châu ngàn lần. Vậy con hãy tinh thần cứng mạnh, sông thuyền ra trước cảnh phong ba. Cứu người khỏi đâm mấy hà, đã trên đầu luôn có Phật đà chiếu soi. Ta vừa được nghe lời Phật thuyết, mừng hơn tù được dịp thả ra. Nguyện từ gần đến chỗ xa, nơi nào cũng đến để mà giáo dân. Nghe cũng tốt, không nghe cũng mặc.
vẫn thương yêu lo nhắc nhở thường, tiện thì nói trước công đường, không thì mượn mực tỏ tường gần xa. Từ đáy lòng phát ra lời nguyện, xin Phật Ngài chứng kiến cho đây. Phật rằng duyên ấy lành thay, con mau tinh tấn hành ngay ý mình. Trời còn rọi đạo lành còn tỏ, nay nhằm thời tính độ trùng hưng. Tự nhiên khắp cả chúng dân biết câu lục tự, không cần dạy cho họ biết chớ không lo trì niệm. Vậy con nên khéo khuyến cho người đứng đi hoặc lúc nằm ngồi, Di Đà sáu chữ đừng rời trong tâm. Thành lòng niệm khỏi lâm tai hòa, cũng năng trừ được cả yêu tinh. Đừng ngờ niệm Phật không linh, niệm cho đến niệm chỉ thành thử coi. Sẽ được gió thì ngồi mới lộ, trừ được mê tất ngộ đạo màu. Tu hành đừng nể mau lâu, trước sau cũng đắc có đâu sai lầm. Kế đó Phật liền ngâm bài kệ, từ thạch năng hút sắc, ngoại vật khó giao bôi, Phật cùng tâm vốn một, dòng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, dòng niệm dứt đi rồi, Phật cùng tâm thông nhất. Lời Phật kể tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta cách nhau vì giọng gần là vì chân. Giọng mây tức là trần tâm dòng, chân kia là tức bổn lai chân. Thế thì trong xác tạm trần há không di ân Phật thân chẳng là. Liền cúi mặt thưa qua cùng Phật, thế theo lời kể mật vừa qua, chúng sanh trong cõi ta bà trí ngu gì có thể là Phật ư? Phật rằng vẫn đúng như thế ấy, khắp ba ngàn thế giới chúng sanh, dòng tâm khi được tịnh thanh trí ngu đều có thể thành Phật ngay, nhưng tâm dòng ít ai dứt được. Bởi từ lâu nhiễm cuộc hồng trần, quen theo mọi vật quanh thân, nên khi dứt bỏ trăm phần khó khăn. Ví như kẻ nhiều năm nghiền nhừa, trễ một ngày phát mưa phát đau. Biết rằng tại hút mà lao, có người muốn bỏ không sao bỏ rồi. Tập thì dễ bỏ thôi rất khó, tục thường phân nào có sai đâu. Tuy là khó bỏ mạch dầu, nếu lòng nhất quyết bỏ sao không rồi. Hãy
tập được, bỏ thời cũng được, nhẹ thì mau nặng tất hơi lâu. Miễn người được có một câu, việc nào hãy muốn thì âu thực hành. Được như thế tất thành diệu hoa, trong nhất thời đạo cả ách nên. Chớ đừng trước thời sao quên, nói vậy làm khác vạn niên không rồi. Việc đạo lý nói chơi sao được, đừng dễ người trời Phật không nên. Một khi người đã phát nguyện, dù sanh dù tử cũng chuyên một lòng. Con ha chẳng hiểu trong dương thế, khi có người lập thể tu hiền, thì trong tất cả Phật tiên đều mừng hơn kẻ được tiền bỏ rơi. Trái lại cũng vô hồi đau xót, khi có người phai lật đảo màu. Lòng này sanh chúng biết đâu, khi vui nguyện lấy lúc sầu lại buông. Nghe lời này bắt tuôn nước mắt, ta liền quỳ tay chấp thưa qua. Lòng từ bi rất sâu xa, chúng tu chúng hưởng cũng là mừng cho. Chúng phụ vẫn thương lo không dần. Đáng kinh thay các đấng từ bi, gương này muôn kiếp soi ghi, cuối xin Đức Phật chứng tri cho lòng. Phật rằng lượng khoan hồng nếu có, thì tự nhiên tâm nọ được an. Mối thù oán chẳng buộc ràng, giết hờn ghét cũng không mang nơi lòng. Các Phật lượng khoan hồng thường chưa, cứu độ tha không mửa ghét thương. Nếu còn lấy đó làm gương, tất là đáng được nói đường Phật gia. Đôi cảnh trần cứ tha không buộc, thì nghiệp quán giải được liền khi. Mắt tha mắt huệ tức thì, tai tha tai tỏ lời gì cũng thông. Thân y cũng tha không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý được tình minh. Thứ tha được quá rất lạnh, cho nên khuyên thế mở tình biết tha. Riêng phần con khi ra dắt chung, đối mọi điều thường dũng lòng tha. Tức là sự chẳng sanh ra đi, không ai cản về mà ai ngăn. Trong lúc phải lóc lăn đây đó, gặp đủ người dễ khó tánh tình. Lòng tha thứ lại cần gìn, qua cơn vấn nạn nhạo khinh của người. Đạo ô đạo trong đời đang thành, không thứ tha khó tránh đôi co. Vậy con khá liệu xong lo, đừng sai lời Phật dặn dò thiệt hơn. Ta cúi đầu xin dâng lời giao, miễn sao cho Phật đạo chấn hưng. Dù đời thử thách bao lần, không làm cho khối tinh thần nung nao. Khi ngược gió cấm sào đậu lại, lúc thuận bươm thuyền chạy đi ngay.
thân này xin hiến Phật. Ngày nắng mưa chẳng quản đắng cay đâu sợ. Phật liền bảo sau cơn đã thức, lời con nguyện với Phật khá ghi. Cũng như Phật bảo những gì ôm lòng chớ để quên đi lời nào. Đời đang lúc mưa rào sóng dồ, bát nhã thuyền khá đổ mau ra. Miễn là cứu được người ta, hiểm nguy dẫu mấy cũng là kiên gan. Khi nghe tiếng rên than của chúng, động lòng thương họ cũng như mình. Điều chi cũng vẫn hy sinh, giúp người lâm nạn thỏa tình nước mong. Chúng sanh hiện sống trong nhà lửa, cảnh hải hùng càng bữa càng tăng. Nhưng vì tự phước thế thằng vẫn còn sai đắm, bảo rằng chưa sao. Muốn cứu họ phải vào gan mật, quyết xong vào kéo dắt họ ra. Cho hay rằng có ngôi nhà đã xây cất sẵn thật là tốt tươi. Cố khuyên họ nên rời nhà lừa, ngôi nhà kia về ở tự do. Ngày hành công việc toan lo, muốn chỉ có nay ấm no đời đời. Nhược bằng chẳng chịu rời cho chóng, xác hồn kia qua đống tro tàn. Riêng thân chẳng được cứu an, còn lôi con vợ chung đàn lửa thiêu. Một người mê khiến nhiều kẻ dốt, mê tội càng lấy không ngất lúc nào. Gương lạnh muốn được nêu cao, con nên nỗ lực kêu gào ba gia. Hãy tỉnh giấc nam khá cho chóng, cải thiện ngay kiếp sống bất bình. Làm theo lời lẽ trong kinh, lúc nào cũng nhớ xét mình không quên. Nếu tư tưởng khởi lên việc quay, muốn lường ai hoặc lấy của ai, tức thì định ý trừ ngay, chứ không để lộ ra ngoài hành vi. Lời nào hãy trước khi muốn nói, nếu xét rằng vô lỗi bất công, cũng là ngăn lại cho xong. Không chờ đã lỡ mới hồng ăn năn. Còn đôi với việc làm cũng vậy, trước khi làm phải quay xét rành, sau rồi mới khởi thi hành, ngõ hầu tránh việc bất lành xảy ra. Tưởng nói làm cả ba phần việc, giờ phút nào cũng xét đến luôn. Tưởng thanh nói chánh làm nhân, tuy mang phạm sát nhưng thần thánh tâm. Phật lúc nào cũng thầm mong ước, cả chúng sanh ở được như vậy. Thì là Nam Bắc Đông Tây hết, còn lo ngại ai gây oán thù. Dù kẻ chẳng biết tu theo Phật, cũng khá gìn nhân cách loại người.
giữ cho nề nếp tốt tươi, không nên bả nói bả cười vô duyên, nên giữ đạo thánh hiền đã dạy. Đối xử nhau cho phải nghĩa nhân, làm cho phải biết hiểu thân, hoạt nồng đắp lạnh đền ân sanh thành. Không trộm cướp chẳng tình gian lần, thà sạch trong chịu phận nghèo nàn. Không lòng phụ khó tham sang, ở cho phải đảo tàu kháng chi tình. Lúc nào cũng biết gìn chữ tín, lời hứa rồi nhất định không sai. Mỗi khi chịu nghĩa của ai, quyết làm sao đáp được dài mới ân. Thi ân chẳng trong ân đáp lại, thọ nghĩa thì nghĩa phải lo đền. Làm dân nợ nước đừng quên, gặp cơn nguy biến ra đền đáp ngay. Nhớ đừng cậy lấy oai thế mạnh, hiếp đồng bào trong cảnh lầm than. Cũng đừng bán chức mua quan, xoay hang mạch nước mưu toan bất lành. Việc mãi quốc cầu vinh phải tranh, cần vinh lòng trung tinh quốc gia. Trong khi cầm can nước nhà, hai điều liêm chánh phải là nhớ luôn. Nên tìm cách giải buồn dân chung, chẳng bần cho kẻ túng cơm tiền. Lấy nhân trị loạn cho yên, chủ hòa để có kết liên khắp cùng. Phải tri thức quá trong dân chung, mở nhiều trường thông dụng ngữ ngôn. Nên làm cho chúng dân khôn, đừng làm cho chúng cả phòng đều ngu. Dân khôn tất biết câu quốc thủy, dân ngu thì lân ly không màng. Dễ nghe theo kẻ phiến loạn, nổi lên phá cuộc trị an nước nhà. Chừng ấy mới tính ra sao kịp, chi bằng lo trước dịp là hơn. Còn như bổn phận nữ nhân, chữ trinh là bảo của thân khá gìn. Bên trong của gia đình khéo sự, phải rảnh bề kim chỉ nấu nêm. Dung nghi cần được đoan nghiêm, nằm ngồi đi đứng càng thêm chỉnh tề. Đừng tập tánh ngồi lê đôi mắt, đem chuyện người vạch kẻ cho ghen. Tập lời dịu ngọt cho quen, những lời mắng chửi rủa nguyền xoài xa. Làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tất là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch rồi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đoạn rối dữ dằn. Ở cho phải công bằng thẳng thét, đừng đưa thương đưa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng, nguyên nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Chừng khi chết xác mình nằm đó, con cái lo chia của cách
rui sẽ làm miệng thế chê cười rằng là vô phước cho người mẹ cha. Việc nào cũng phải là cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Phải làm tên khắc bán son, đừng đem danh thể vùi chôn dưới bùn. Đem hai chữ anh hùng cai thế, hoặc là câu trời bể đức ân, lấy làm tài sản của thân, để cho con cháu hay hơn bạc tiền. Khắp thành thị đến miền thôn già, lớn nhỏ đều dư giả theo đây. Tất là êm ấm trong ngoài, ai tròn phần nấy không ai lỗi nghì. Nhà an được tức thì nước trị, cá nhân hòa tất xã hội minh. Ví như bức lụa đã thành, là do nhiều sợi tơ mạnh làm nên. Đạo trung hiểu lo đền sống phần, khi mạng chúng cũng đặng hiện thần. Nếu còn sanh tại cõi trần, được con thảo thuận và thân an nhàn. Điều này khá truyền sang khắp chúng, nếu nhận cho rằng đúng đạo nhân. Cũng nên mạnh mẽ tinh thần làm theo, chớ có ngại ngần bỏ qua. Ngày tháng chẳng chờ ta nên nhớ, nay chẳng làm mai sở không trôi. Ngờ là liền khê thủ dân lời, đem điều Phật thuyết lưu dời năm châu. Người thượng căn khuyên câu Phật Pháp, mà kẻ hạ cơ chỉ nết thánh hiền. Tùy thời tùy cánh tùy duyên, quyết lòng mở rộng cửa thiền mới ưng. Thể lời Phật đã phân đoạn trước, đời này không còn được bao lâu, sẽ là biển quá còn dâu dân gian. Khắp chốn thảm sầu như nhau, nạn nhân tạo binh đao độc chất, nạn yêu tinh bắt vật loại người. Nạn nhiều ác thu ra đời, nạn cho thời tiết đổi dời gây nên. Nạn dưới nước, nạn trên mặt đất, nửa lưng trời cũng rất nạn tay. Trong nhà cho đến chí ngoài, nơi nào cũng có nạn tai chực hờ, để cho kẻ có cơ hội qua. Con xin đem đạo cả nhũ khuyên, mong nhờ Đức Phật giúp duyên khắp trong hạ giới lòng nguyện tu theo. Phật rằng đời khi eo khi ngặt, thì luôn mồm niệm Phật giấy vang. Nạn tay khi được qua rồi, thì mồm niệm Phật giấy trời cũng qua. Câu hết xôi thì lạ rồi việc, nông bắt tay ngồi biết đâu rờ. Thật không sai chạy bao giờ, lòng người thay đổi bất ngờ lắm con. Khi con đến gọi nôn đạo đức, sẽ nhiều người nô nức chạy theo. Vì rằng sợ nạn hùm beo, vì rằng sợ nạn tình yêu bắt hồn, sợ cả việc trời long đất lờ.
sợ lâm vào bom phá chết oan, sợ thân bàn trái vương mang, sợ lâm ói mửa không an xác trần. Sợ bị lửa bão tần thiếu quỷ, sợ lâm cơn hồng thủy nạn đại nàng. Sợ không được gặp hội hàng, sợ không được thấy núi vàng Tây Phương. Sợ chẳng được sống ngày thượng cổ, sợ không còn dịp ngộ Thánh Vương. Vì rằng lo sợ trăm đường mới, là chịu khó giữa nương cửa thiền. Nếu cuộc thế còn nguyên chưa đổi, nạn nọ kia chưa tới đó đây. Đường tu của họ lần phai, lòng hăng hái bỏ trôi dài thời gian. Họ tự tay bứng ngang gốc thiền, xuôi theo lòng loài ông kiến càng lung. Đoàn người hữu thị vô chung, sẽ làm cửa đảo lạnh lùng chẳng không. Trên đường con ruồi vong thuyết pháp, phải bình tâm khi gặp cảnh này. Hán người tính lại rồi sai, chẳng qua đã lọt vào tay quỷ tà. Con niệm chú ma ha bát nhã, cứu nạn tay cho kẻ thiếu căn. Cứ đem đạo pháp thâm hoành, vừa thông nẻo chánh vừa ngăn đường tà. Chớ thấy kẻ lần xa mối đạo, rồi đem lòng áo não ngưng chèo. Nên nhìn vào hãng khăn keo, chớ trông đến kẻ để mêu Phật đài. Trong khi lắm kẻ thay đổi chi, có nhiều người đạo ly gắn công. Trước sau ôm chặt một lòng, dù lắm nạn khổ cũng không lỗi nguyện. Hán người này căn duyên sâu thẳm, mi giống từ bi đã râm nhiều đời. Tánh kia gần tánh Phật trời, ráng thêm chút nữa đạt nơi diệu màu. Họ vốn thật lòng cầu đạo pháp, con cần nên giải đáp cho tường. Ngày sau đảo mở rộng đường, sẽ nhờ nơi họ tuyên dương phận nhiều. Đời hiểu lý cao siêu Phật Pháp, cũng sẽ do họ lập luận ra. Đang tôn đang kính sâu xa, đường tiền đáng gọi họ là Phật Nhi. Đạo thường có lúc suy lúc thành, do lòng người khi tỉnh khi mê. Gặp thời chánh đạo bỏ bê, tất nhiên tà giáo nhất tề nổi lên. Gây rối loạn từ trên chi dưới, khiến nước nguy vua tối dân nghèo. Khắp nơi nghi ngục khi yêu lòng dân, không biết mấy chiều mà đo. Kẻ hiền tài bị gạn bị trở, đứa gian thần được bở được bưng. Nạn tay thường đổ cho dân nào, sưu thuế nặng nào thân dài bừa. Tạo ra tiền quên mưa quên nắng, thường bị người tay chân lấy đi. Con ơi đạo gặp lúc suy, kể sao hết việc quái kỳ xảy ra. Đời nay cũng
giống là như thế, đang thời kỳ chánh phế tà hưng. Nhiều phần trong khắp nhân dân hay tin ma quỷ nhiều hơn Phật trời. Người chẳng những riêng dời lấy quà, còn dục cho nhiều kẻ mang tay. Có tài lợi dụng tiện tài, có oai thì cậy lấy oai hiếp người. Con cái mê theo lời tà thuyết, nở xuống tay bắt giết mẹ cha. Khắp trong châu quận gần xa, nơi nào cũng có yêu ma lòng hành. Có thứ ma tên khinh tua chung tướng, nó rẻ khi phẩm lượng loài người. Nó mong đạp đổ cõi đời, chỉ còn dòng dõi của người nó thôi. Bất luận ai đang vui hoặc khổ, nó cũng đều tật đô ghét dơ, xúi làm những việc nhút nhơ cho người bắt giết hoặc số vào tù. Nó xúi bạn gây thù với bạn, nó xúi người đâm chém loại người, lấy điều sát hại làm vui. Nó bày đủ cách cho đời hại nhau. Kẻ thất tình xuôi máu tự tử, người xa cơ bảo cứ sát thân. Nhà tù nó xuôi yếm trần bảo, nên bỏ xác để hồn lên mây. Nó khinh dễ mạng loài nhân vật, chẳng hề ra tay giúp một ai. Bảo rằng cái xác thúi khai, nên đem giết bỏ hơn hay giúp giùm. Kẻ rơi vào rong cầm của nó, sẽ tự tay dứt bỏ thân danh. Không còn trọng mạng chúng sanh, cho nên việc phải việc lành ngó lơ. Ưa sát hại hơn ưa dung dường, độc ác ngoài ý tưởng loài người. Hiện nay khắp chốn cùng nơi, chỗ nào nó cũng tha người nó ra. Khắp trong cõi ta bà thế giới, bị ma này dứt lối từ bi. Không thông luân lý đạo nghị, chẳng nhường kẻ dưới không vì người trên. Chẳng biết tạo thiện duyên mai hầu, không rành câu vô lậu tận thông. Gần bùng mà chẳng hôi bùng, ở nơi ô trượt mà lòng thanh bay. Không biết dụng xác thấy tạm già, để lập nên đạo quá lâu dài. Uổng sanh ra kiếp nhân loài, không lưu sách sử những bài hay ho. Vậy con khéo khuyên cho đời biết, ráng trừ ma ác nghiệt ấy đi. Đừng làm những việc ngu si, xúi người hai lần hoặc đi giết mình. Gặp kẻ nào bị tình phủ rài,
nên dạy câu ân ấy ba đời. Xưa mình ở bạc với người cho nên nay mới chịu đời vô duyên. Cũng chẳng nên ưu phiền sầu nào, để tránh nhân bất hảo về sau. Hoặc là quan kiếp trần lao thân không tồn tại tinh nào còn chi. Trong cái đẹp phương phi mỹ nữ, chưa biết bao nhiêu thứ tanh hôi. Chừng khi thân ấy già rồi già nhăn ma cốt vô hồi xấu xa. Rồi lần biên đến tiêu ra phân cò, vẻ yêu kiều kia có còn đâu. Nay người phụ rải mặt dầu không nên ưu ái lo rầu làm chi. Trong lòng biết nghĩ suy như thế, tất không rơi vào kế yêu tình. Niệm câu quyền chất hư tình, tất không bị cảnh làm mình nung nao. Nếu có chúng sanh nào chưa ngộ, con khéo lời để đổ người ta. Nếu xa vào bẫy yêu ma thảm sầu, không thể nói ra cho cùng. Ma có hình ma không bóng dáng, hai loại ma lãng vãng trong trần. Không hình ma ẩn vào thân, có hình ma ở bên chân người đời. Thứ ma xuôi ra lời ra lè, thứ ma dùng manh khỏe trong tâm. Người lầm chẳng biết rằng lầm kế mưu yêu quỷ sâu thâm vô cùng. Nhà đạo sĩ chưa thông sao phép, thường bị yêu kèm kẹp giữa chừng. Nếu không tâm khảm thần ngưng, bị ma dẫn lộ uổng thân tu hành. Phật thương xót chúng sanh thọ nạn, dùng thần cớ bài cản cho con. Khéo dình chặt lấy tâm son, nói gương chưa Phật chiều lòn khuyên dân. Ráng bồi bổ đức ân dày dặn, cùng Phật tiên dựng bản phong thần. Ta liền cúi lại xin dân lời chỉ của Phật, cũng khuyên vào lòng. Đem tâm lực lập công bồi đức, kêu cho người đến thức mới thôi. Bụi trần chân được sạch trôi, sẽ cùng chư Phật chúng ngồi tòa sen. Ta xong lời Phật bèn nói tiếp, lời con phân rất hiệp đạo cơ. Kẻ lành duyên hiện còn chờ, khéo làm cho họ được nhờ lối đi. Giúp họ tu trước khi biên thế, chưởng phước điền dành để qua chuông. Dân tâm đang lúc rối cuồng, khéo lời giúp họ gỡ xuống tơ lòng. Mau gạn đục tầm trống cho kỳ, lánh mùi đời tầm lý siêu nhiên. Xưa vì chưa rõ tục
tiên đến nay còn vững trong miền trần ai. Giờ đã hiểu đâu dài đâu ngăn, cũng nên lo cho đằng siêu phàm của trần chớ bận lòng tham. Từ lâu tham nó đâu làm chi nên, tham dũng là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sinh linh. Tham danh tham lợi tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo dự, rồi mất đi sanh sự buồn rầu. Trong lòng cứ rạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ích hoành hành do lòng tham đắm nảy sanh phận nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chịu nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyện không gây. Chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một đời trực đau Tây Phương. Vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa ý trên đường xa xôi. Không mỏi giả trước ngôi Phật điện, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà. Huệ lòng ắt được trổ qua đạo màu, sẽ đắc Phật tòa được lên. Vật bao quy giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày. Chớ nên tu niệm sơ sài, lòng mong đạt được pháp tài thần tiên. Bị khảo đạo không phiền không chán, gặp chông gai chẳng ngán chẳng ngao. Sông nâu cứ vẹn một màu, gương lòng thường được chuỗi lao không rời. Đem lợi ích cho người chẳng tiếc, ngồi tham thiền mỏi mệt đừng quên. Như vậy đạo cả ắt nên, con ôm trong trí để khuyên người đời. Ta liền xin dâng lời chỉ phán, đem lời vàng rao gian khắp châu. Cuối xin Phật dùng phép màu, khiến cho ai cũng quy đầu Phật môn. Phật ngăn lời ôn tồn giải bào. Lời Phật như cơm cháo trân hào, chung sanh tở kẻ đói đau, bảo ăn không chịu làm sao no lòng. Chung sanh phải tự trong tâm ý, phát nguyện tu mới thị chân tu. Nếu tu gì bị phép màu, việc tu kia có khác nào thôi miên. Còn lầm phép còn chiên còn trong, hết phép rồi môi đóng nhện văn. Dùng phụ lên xác nhà tăng, không làm thành đạt chỉ năng mê hồn. Liền khi bị từ ngôn Phật quở, khiến lòng ta vừa sợ vừa mừng.
Sợ là sợ nét nghiêm thân, mừng là mừng lẽ chưa từng khi nghe. Ta cúi đầu tay che lấy mặt, vừa khóc vừa xin Phật thứ tha. Vì lòng thương xót ba gia nên con xin Phật dùng ra phép màu. Chẳng rõ lý cao sâu hơn nữa, được Phật thương giải sửa cho đây. Ơn nào sánh kịp ơn này, ngâm dành kết có lòng đây chưa vừa. Ta vừa dứt lời thưa Phật tiếp, lòng thương người tất hiệp Phật tâm. Lời xin ấy dẫu sai lầm, cũng không gọi lỗi chứ dầm về châu. Nên mừng được nghe câu chân lý, khá vui đem tâm chi giúp người. Tu hiền như đóa hoa tươi, hùng hằng tở lá úa rơi bên lề. Quá tươi lắm người mấy kẻ hay, lá rơi đâu ai lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng lá rơi. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyện, nhân vật thái non biển cũng dời. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay. Cốp vào nhà công lấy thấy xấu, trường lên lộ gấp nhai người đời. Khắp Nam Bắc khí trời mù mịt, lỗ không người nhà bích ngõ ra. Người chưa từng thấy được ma, gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh. Mắt mày cả gúc nanh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa. Người thường bị vớ vào da, phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi. Kẻ bị nó bóp nơi hầu hồng, chết liền khi không đặng trối trăng. Những người bị nó nhe răng, hồn phi phách tan nổi cơn điên cuồng. Giết cha mẹ hại luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường. Ăn dơ ở giấy không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi. Có thứ ma dùng hơi gió độc, thổi cả làng cảm xúc chết ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đâu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp cả miền Âu A, gặp cảnh này mới tỏa hỏa lên. Sớm lo phước đức xây nền, để làm thành lũy vững bền đổi yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giới, bị gai vào cũng hãy chết thân. Đến như cỏ cắt tay chân, cũng làm độc đến lần lần bỏ thay. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước,
Trong khi trời có chất độc luôn, người nào khi đã bị xuống mạng căn nào khác như giường tơ treo. Chúng sanh gặp nạn eo khắp chỗ, dù khôn ngoan không ngõ trốn ra. Lòng ta tất gặp lũ tà loại nào theo nay hẳn là không sai. Lòng Phật có Phật Ngài đến độ. Ta hại người Phật có hại ai, chúng sanh xét cản lời này khá tu chớ để tháng ngày trôi qua. Một kiếp bị tà ma nhiễu hại, muốn thua chìm dưới đáy bể trần. Không riêng lao khổ xác thân, còn làm luôn cái chân thần mờ lu. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Xấu còn biết muốn thành rồng người, sao không giả ước mong siêu phàm. Mang xác thủi không làm thẹn tội, còn đem tâm đắm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, chán thói đời dối mỹ gạt mình. Nào danh nào lợi nào tình, làm mồi để nhữ cho mình mắc câu. Cũng tại nó mà sâu mà khổ, nó làm tuồn bưng bở thân yêu. Tử thần khi đến gọi kêu, thì là nó cũng trốn tiêu hồi nào. Nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình. Lại là nó rất bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi. Thân trơ trọi nằm lì trong quách, cho đến tiêu ra đất ra bùng. Thật loài hữu thị vô chung, càng xa xóm được càng không ưu sầu. Lợi dụng nó làm câu phước thiện, đừng để cho nó khiến sai mình. Ráng mà dẹp ngút vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu. Giàu nghèo cũng cần tu mau chóng, mê đừng vội quên bỏ trong nhà xưa. Cõi trần gì quá thích ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về. Mẹ mỏi gối đợi kề bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ xa đường. Con lành hãy sớm bảy bương, mau về lo việc lửa hương sớm chiều. Nhà xưa ấy thường kêu an là cha mẹ là vốn đức Như Lai. Nguyên do xưa có một ngày, đang ngồi con bỗng nhớ ngay cánh đời. Khi ấy mới dạo chơi đây đò, sanh lòng mê tiếng gió tiếng chim.
vật chi cũng muốn kiếm tìm đi lần đến vật cứng mềm biệt phân. Từ ấm lạnh đến phần trơn nhám mi sờ mó vào rồi cảm động tâm. Chỉ trong phút chốc mây lầm chân linh mờ mịt quên tầm đường ra. Hết vật nọ sáng qua vật khác, cứ say mê tạo tác liền tay hằng đêm cho chi những ngày cứ mê đi đến lạc loài trần gian. Bị mọi cảnh buộc ràng không hờ nên lòng không hề nhớ quê nhà. Đôi khi cũng sực nhớ ra đồng thời việc khác cũng là xen vô. Rồi lại bắt nghĩ lo túi bụi đến quên luôn căn cội xưa kia. Tạo ra vật bị vật mê, mê cho đến tạo ra bề chiến tranh. Thấy chết chất như thành như núi, nước mắt tuôn tợ suối tợ nguồn. Ghét thương mừng vẫn vui buồn, lúc nào cũng thấy quay cuồng trong tâm. Sự khổ não hàng trăm hàng vạn mà cũng chưa biết chán nơi lòng. Như Lai chẳng ngớt ngóng trông cho con sớm được tình lòng hồi quy. Vừa nghe Đức Từ Bi nhắc tới việc chúng sanh lạc lối trần gian, tự dưng ta cất tiếng than vọng tâm một phút gian nan muôn đời. Thế thì vẫn từ hồi vô thì cả chúng sanh đã bị mê lầm. Trải qua nhiều kiếp càng thâm cho nên ít kẻ thức tâm hồi đầu. Chẳng nhờ Phật dài lâu chỉ bảo, chúng sanh mong gì tháo cho ra nghiệt cái thay cõi ta bà. Khi vào thì dễ, khi ra dễ gì. Phật ngăn lời tức thì tiếp nói, con chớ nên trách cõi ta bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta, lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Cảnh vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Kha nên tự trách lấy mình, chớ nên trách cảnh vô tình là sai. Danh lợi vốn chẳng hay mê chung, tại chúng sanh mê dụng lợi danh. Lợi danh vốn loại vô tình, tự mình tạo nó rồi mình lại mê. Nếu đi dễ thì về cũng dễ, làm hay không tại lẽ ấy thôi. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người tự trói vào nơi ta bà. Nghe Phật quở lòng ta phát điên, thế là ta hai chuyện hiểu lầm. Nếu không Phật chỉ khai tâm, chính mình chưa thoát được mầm vô minh. Nghĩ xong rồi cúi mình lại Phật, xin thứ cho lời trách đã lầm. Dạy thêm những lẽ diệu thâm, giúp con được mở rộng tầm mắt ra.
và khiến kẻ gần xa chưa rõ, nhờ lời lành đường ngõ được thông. Cuối sinh Phật nhỏ phước hầm, cứu thân cá chậu chim lòng được ra. Phật nhích miệng như hoa tươi nở, lành thay con khéo mở tâm linh. Thấy lầm lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mê thấy hình tròn vuông. Nên mừng chớ nên buồn vô ích, càng vững nghi sự tích càng thông. Muốn gieo duyên khắp đại đồng đạo, đời ý vị phải thông hiểu rành. Ví như kẻ thượng hành hàng hài, chỗ càng sâu còn bái phải thông. Lôi nguy cần biết đề phòng, chỗ an nên hiểu để lầm khỏi lo. Sự nào chẳng hiểu cho tột ly, không bao giờ tâm trí được an. Cho nên đạo phải rảnh đàn, đâu qua địa phủ đâu sang Tây Đài. Nếu chỉ khởi lầm sai một niềm, rơi vào đường tà kiến muôn thu. Vì như làm mắt đã mù suốt đời, chịu tôi khó âu trị lành. Sự tu phải mổ phanh cho biết, tại sao tu tu được những gì. Biết rồi thì cứ hành y, miễn làm sao được đến khi công thành. Phật liền chỉ vào mình và nói, vì trên thân có bụi đống đầy, tự tay chùi rửa cho ngay. Đó là ý nghĩa của bài sự tu. Sau khi được tái thu hết bụi, cả châu thân trở lại sạch trong. Đó là ý nghĩa thành công. Lấy đây hiểu lý đại đồng như nhau. Bổn lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phụ án cho mờ. Niệm trần lao nếu không ngờ, bổn lai tâm trở ban sơ một màu. Thấy suốt chẳng vật nào cản trở, nghe thông không sót bỏ một lời. Biết rành tâm niệm của người, việc mình việc chúng ba đời hiểu thông. Trong nhất khắc vào sông khắp chỗ, việc lớn như việc nhỏ không lầm. Diệu màu của bổn lai tâm, không lời để ví chẳng làm chi đó. Phật tạm chỉ để cho dễ biết, từ mũi kim cây viết nhỏ nhen, đến như vật lớn lầu đền tạo bè mai móc chế nên các loài. Ấy cũng do bổn lai tâm tạo, đâu tự nhiên thành thảo hình hài. Mê nên tạo vật chẳng ai giác, rồi tất lập được ngay cảnh màu. Tâm khi lớn trùm bao vạn vật, khi nhỏ thì chung lọt lỗ kim. Dụng tâm nêu muôn kiếm tìm, nhắm vào nét chạm mà xem thị tường. Nét lớn nhỏ tròn vuông dài ngắn, nét càng sâu ngay thẳng quanh co.
nét cây cỏ đến chim cò cũng là dụng bổn lai do mã thành. Giữa lẽ ấy chúng sanh sẽ thấu sức bổn tâm tạo câu thế nào. Gương lòng bụi tục khá lao để soi bất luận vật nào cũng thông. Đoạn này nhớ để lòng cho kỳ, khi tỉnh rồi con chỉ cho người. Ráng tu đừng có biến lời hành, cho chánh đạo một đời thành công. Vừa nghe Phật dạy xong lời ấy, hốt nhiên ta tự thấy lòng mừng. Cúi đầu lại Phật xin dân, sẽ đem lời Phật giáo dân khắp cùng. Hầu khiến kẻ chưa thông đạo lý, được nhiều câu quyền bí cao siêu. Từ lâu tội ác đã nhiều nay, nghe lời Phật ắt tiêu nghiệp trần. Xin Phật dạy thêm phần con trẻ, khiến cho thông mọi lẽ thật hư. Để khi ra dục thúc người đủ phương quyền thật đủ lời lại qua. Nếu lầm nghĩa hoặc là không rõ, hãy cho người cũng khó dắt người thấy theo lời Phật vừa rồi. Nhân sanh hiện đại nhiều người khôn lanh, sự nghi vẫn giữ lành của họ. Mình chẳng thông đường ngõ khứ lai, sẽ là không độ được ai. Lại còn bị họ chê bai nhạo cười, duyên mình với mọi người bị đoàn. Còn khơi tâm ngạo mạn họ lên, thế là mình đã gây nên chọc người nên tội làm duyên Phật ngừng. Như thế sẽ hại phần phổ hoa, con cúi xin lượng cả từ bi. Giải rành nước bước đường đi, để con có thể ứng tùy khuyên dân. Phật liền phán con đừng lo ngại, Phật chỉ cho đại khái việc tu. Lý màu đều cũng chưa thu, lấy con số một khởi đầu đếm ra. Dù nhiều mấy cũng là đếm được, nên giữ lòng sao trước an nhiên. Để mà phổ hóa nhân duyên, bằng lời của Phật điểm truyền cho con. Chúng sanh đang sống mòn từ phút, con khéo lời hôi thúc người tu. Bảo rằng chớ có ngao du, thân như lá úa mùa thu mong mạnh. Nên lấy chữ tu hành làm gốc, được nhẹ thân được giấc linh hồn. Đừng ngồi đợi nước đến trôn, mới ra sức nhảy ách không kịp nào. Nên tin trước để sau khó liệu, chớ cho tâm bận biểu mùi đời. Quyết tu không hẹn chiều mới, quý giờ niệm Phật hơn người quý châu. Ngồi tham thiền bao lâu chẳng biến, xem kệ kinh mấy quyển không nhàm. Trong lòng bao việc gian tham, đổi ra tánh biết muốn ham tu hành.
lợi dụng trí thông minh văn vật để làm theo việc Phật giáo khuyên. Ai hung mình vẫn làm hiền, ai gian mình vẫn lòng chuyên thật thà. Sự giúp người thì là vui giúp, lợi dụng người một chút cũng không. Thương người với lý sạch trong, không đem nghĩa trước mà trồng vào ai. Sợ tội như sợ đài hai đầu, chuộng phước hơn chuộng bao thế gian. Biết tu là được thanh nhàn, biết đời là cõi khổ nàng không mê. Biết quấy là kẻ chê kẻ ghét, biết phải là người thích người ưa. Tự tâm hôm sớm lọc lựa chọn, làm những cái người ưa người dùng. Bao nhiêu đó khéo lòng sửa đổi, cũng sẽ không mang tội lỗi vào. Ngày giờ thâm thoát qua mau, bàn cờ thế giới càng sao động hoài. Trong nháy mắt trời lai đất chuyển, người nắm châu phách biển hồn phi. Giang sang sự nghiệp còn gì, ba năm đốn củi thiếu đi một giờ. Tai nạn đến bất ngờ khó liệu, lâm nạn người đến chịu nạn trời. Đời còn nhiều nạn chưa thôi, ráng khuyên người chớ dễ người mà lầm. Khá trưởng phước để ngăn đuổi họa, lo làm nhân khỏi trả báo oan. Đời này vay trả lẻ làng, sớm gây tối lại vướng mang vào mình. Cá nhân vay gia đình chung trà, một người làm cả họ thác quan. Thân nằm trong cuộc biến loạn, mạng căng rẽ rúng như sàn cá ương. Bị nghi kỵ đủ xương thịt nát, vì của tiền chịu thác lắm người. Thù nhơ oán trả khắp nơi, đùa nhau bắt giết lạ đời này đây. Nghiệp oan đã tạo gây từ trước, tới bây giờ đến lượt phải đền. Nếu riêng nghiệp đã gây nên, thì là riêng một mình đền đấy thôi. Nếu chung nghiệp vay lời vay mạng, thì là chung nhiều hán lại đền. Khắp nơi nức tiếng khóc rên, hồn oan khí hận sung lên ngất trời. Không ai được yên nơi yên giấc, trong lòng không hề ngớt sự lo. Lo bề thiêu đủ đói no, lo thân cái chết đến cho ngày nào. Sống như giấc chim bao một thứ, rủi lâm vào vạn sự buông tay. Không ai biết được ngày mai, hôm qua thấy đó bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tay. Cảm thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Nên tu niệm hơn toan làm giữ, ở hiện lành khỏi sự hung tay. Biết dình được bốn ngày trai, cũng là được bớt
tạo giai nghiệp sầu, lúc khuya sớm nhớ câu lục từ. Niệm cho thường quá dữ cũng lui, lửa lòng khá sớm làm nguôi, bất cầu thù quan bất hồi cùng tâm. Bụi loạn dễ bị làm nghịch ý, không dằn lòng tất bị quán thù. Đến khi lửa dậy mịt mù dập cho được, cũng đài lầu tan quang. Từ cái ngó cũng mang tay ách, đến cái nghe cái nhách miệng ra. Nếu không xét cạn nghĩ xa, dễ gây lấy quả chớ là không đâu. Ấy cũng tại người tu thì ít, kẻ hung hăng gian ác thì nhiều. Tự gây hoặc bị ghẹo treo, sanh ra hờn ghét hoặc đều đánh thoái. Vì lẽ ấy khắp người lao ấu, muốn khỏi câu tranh đấu thù hằn. Lửa trong tâm nhớ khéo dằn, mới là khỏi việc ăn năn cho mình. Đời lắm kẻ quay tinh mưu trước, dễ khiến người lắm cuộc khó ra. Việc nào khi hệ đến ta, hãy bình tâm để xét ra đuôi đầu. Chớ tập tánh bả đâu làm đo, hư phạm rồi xưa có dễ chi. Việc thường thì chẳng nói chi, nếu điều trọng đại mới thì làm sao. Hạng người có quyền cao chức trọng, sớ một ly hư hỏng trăm thiên. Hư hao nhà cửa của tiền, cũng còn tạo được ngay liền hoặc lâu. Rồi chết mạng dễ đâu làm xong, sẽ gây nên bi thống nhà người. Điều chi cũng xét tới nơi, không nên khinh suất đùa chơi sự nào. Ở đời nếu được vào suy nghĩ, sẽ tránh điều vô ý thường khi. Sự phân đều có cụ quy, việc nào cũng khiến được đi xuôi dòng. Phần đạo lý được lòng cân mật, sẽ giúp cho khỏi mất chân cơ. Không hề để chút hở sơ, các tà niệm khó xen vô được nào. Mỗi cử động mỗi rào mỗi rấp, mà sẽ thường không sai thất lỗi lầm. Thận trọng đến cả tầm mắt ngó, phòng tránh lòng giải vò sanh ra. Khi nghe khi tưởng cũng là ngăn ngừa, ý quay xẹt ra bất ngờ. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tốt rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên.
chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oan, nói chia lìa, nói tiếng trây chua, thì là nhất định phải chừa. Dù ai cãi lưỡi không thưa thốt lời, nhà đạo sĩ khéo lời biện luận, giúp cho người biết đặng sự tu. Trong tâm tan được gút mù, đức kia lớn có chi đâu sánh bằng. Điên phận con trên đàn giảng giàu, cũng khá âu cần đáo ngôn từ. Vừa cho vẻ mặt vui tươi, vừa cho lời nói mát như gió chiều. Lửa những lẽ kẻ yêu người kinh, chọn từ câu ngay chính tốt lành. Khi mềm như tiếng chim oanh, khi hùng như chúa rừng xanh thét gầm. Lời ngọt ân nghĩa thâm vô tận, khiến người nghe phấn chấn thêm lên. Nếu người đạo lý đã quên được, nghe giảng giáo trở nên tình lòng. Gieo lời kể khắp trong thiên hạ, khiến hương lành bay tỏa năm châu. Cốt làm cho khắp đâu đâu nữ nam lão ngâu biết câu tu hành. Con khéo mở lời lành dắt chúng, mượn đuốc thần soi phụng hốc hang. Khéo làm cho khắp thế gian nằm tại nhau trở lại đàn từ bi. Thế giới sắp đến kỳ biến hoài, ác gian không tồn tại xác hồn. Vì con khéo tiếng dục nôn, cho người gian ác trở chân tu hành. Nếu không thể khiến lành tất cả, độ một người cái qua cũng nên. Nếu người không có Phật duyên, như gà khác mẹ khó khuyên được nào. Lòng từ thiện phủ bao khắp chầu, cứ ra tay giải dỗ khuyên răng. Nên tin thì sớm ăn năn, bằng không cũng chẳng lòng hằng giận ai. Không phân biệt cấp giai chủng loài, hễ là người cứ giải cho tu. Lấy lời chân chánh hòa nhu, chạm lòng người trở hiểm thù cung ứng. Đem hết cả tâm thân vì đạo, hoặc cho đời khảo đạo vẫn vui. Đạo màu đã thấm say mùi, dù ai ưa ghét ngược xuôi như thường. Con khá nhớ tận tường lời Phật, chớ để cho sót mất điều nào. Thêm đây là một cành lao, con nên dùng nó khi nào qua sông. Nó chẳng ngại khi giông gió thổi, sóng càng to càng nổi lên cao. Tiện hơn các loại thuyền tàu, giúp
con khi gặp lúc nào phong ba, nhiều khi yêu quá phép tà. Nước lên ngập núi cửa nhà đều trôi, nó sẽ giúp con ngồi trên nước được nhẹ. Mình có lướt nguy nan, nhưng con cần nhớ kỹ càng, ngồi trên nó phải lặng an tâm thần. Nếu tâm động diệt trần một mày, nó chìm lần xuống đáy nước sâu. Chừng ni muôn nỗi thảm sầu của loài yêu quay bấu câu vào mình, tay cúi đầu nhẫn cành lao phép, rồi chắp tay khép nép lại dài. Lòng từ bi rộng lớn thay, việc chi cũng chẳng tiếc nài với con. Ơn đức lớn biển non kho xanh, đáng cho đời trọng kính soi gương. Con nguyện giữ vẹn một đường đổ mình, và đổ khắp phương xa gần. Riêng con vẫn phải cần gắng sức, nhưng cũng xin Phật lực gia trì. Khác nào kẻ mới biết đi, mắt người cha mẹ thường khi xem chừng. Phật rằng chính do phần duyên ấy, mới cho con được thấy hôm nay. Lời màu Phật dạy bên tai, cánh màu Phật hiện rõ nay bên mình. Sẽ giúp con đức tin phân tân, trong lúc chân chưa đứng vững vàng. Chỉ đường sanh tử niết bàn, để cho con được rành đàn tới lui. Phần con chuyển ngược xuôi được hiểu, cũng khiến người đạo diệu rõ mùi. Lòng con có phải được vui, khi nghe đích xác những lời Phật phân. Ta cúi mình nhận rằng đúng thế, lời vàng đâu phải dễ được nghe. Thân hèn mọn có đâu dè, hôm nay được Phật cho nghe lời vàng. Không những con hân quan tâm chi, đến như người nghe kỹ chuyện này, sẽ là cũng được vui lây. Lòng tin thêm mạnh, đường ngay thêm dình. Trừ những kẻ vô tình với đạo, dù có nghe chỉ nhạo rồi thôi. Phật rằng họ khó tình hồi, bởi duyên đạo cản duyên đời thì sâu. Hạng này thường nhiều câu cay đắng, dễ gây cho tức giận nhiều người. Vì con khéo nhận khéo lời, để qua tiếng nhạo của người dữ hung. Phải chịu được người đúng kẻ thét, mới trở nên màu sắc vàng rồng. Mười phương chư Phật Tây Đông, cũng từ lọ đúc cõi hồng mà ra. Chịu khổ được mới là đắc quả, không nhọc tu dễ há thành công. Mang dài nhẫn nhục leo trong mặt, y tinh tấn đeo cung đại hùng. Trừ cho được giặc trong giặc ngoài, thắng các loài yêu quái tà tinh, làm cho chúng khiếp
quay mình trở làm tùng giả mới bình yên thân. Lúc nào cũng tinh thần vững chắc, không để cho ai dắt sai đường. Tự làm chủ lấy thân luôn, dù trong giấc ngủ cũng thường không quên được. Như vậy ắt nên đạo cả, con khá đem vào giả từ câu. Riêng thân khi đạt đạo màu ra, diệu ba tánh biết câu tu hành. Phật thương chúng không đành ngồi ngó, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sơn, do cơ di dịch tuần quần mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàng cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thể núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng. Cảnh đôi khác quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh. Có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu mới ra lắm cuộc thảm sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy, hoặc là đã hiểu ngỡ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết cũng ưng. Đành rằng nếu có xác thân, dù ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thác ra ma. Hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thời chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước, chết cơ phổ đồ. Cách chết này không hổ với ai, nhưng mà lòng Phật hiện nay muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người muốn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường tri rất thông minh. Trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh. Vừa ngay vừa sạch tâm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua.
người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn nảy chừng được mới vừa, con mau khuyên chung sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng, đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà em nước tình, không nước nào thôn tính nước nào, cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. Khác ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bào báo bần cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng, gây nên chia rẽ thủ hằng, dắt lần đến chỗ thăng căng chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời tân. Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh này, phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chưng quả Phật thần sống, thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề cảnh vui, người đẹp khác gì cõi tiên. Sống với tuổi muôn thiên dài dằng, người thường hay bay đặng khắp nơi. Cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng. Mày người người được thung dung tự tài, không ai buồn ai hại lẫn ai. Của rơi không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thấy mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lằn ruồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hầm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ máu lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, giảng sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc trần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn.
nói chi cũng chẳng hề buồn, miệng cho đảo mở rộng đường thì hơn, ráng giúp khắp muôn dân hiện tại được sống còn đến cái tận quân, trừ người số định mang phần thiên tàu bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỳ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phân, con nên in tri chớ cơn nào rời. Ta liền cúi dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Núi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở não rời. Làm cho tỉnh thức người đời, làm cho cửa đảo chói ngời giường châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nếu chung, thì là mới được toại ứng lòng nguyện. Cuối sinh Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân tả song hữu độc lắm phần khó khăn, có khách nào đường tăng tam tàng. Gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường, không nhờ có Phật Tây Phương làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật, nhận thân này làm vật cúng dường, đem về đến cõi Tây Phương làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng viễn cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật cho con khéo cầm cương, trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuốn gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn kim lâu, để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lãnh vật bảo này. Trong khi dạo khắp Đông Tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chăng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này?
riêng ta nhẹ gót chuông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuộc cho ra. Nhiếp cầu đến hội long qua, nấc thang leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyện kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bao, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mê sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, tất cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đạo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khỏi lo Phật bỏ, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xẻ tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mây bực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chỗ, cứu cho người nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da, cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu khi không. Điện thường còn khó được trong, huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra. Ngài lập hội long qua tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bạo tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhủ khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay việc trần. Nào nước dưng, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma. Nào là sâu bắt hùm tha, nào là giặc giá cửa nhà tan quan.
nào bom phá nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lớp khắp cùng. Kẻ thầy ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo. Con đôi khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở giả ăn thì thịt con. Kẻ đã chết người còn thoi thốt, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thôn, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ô diều mổ ăn. Núi nổ đá xoải văng chồng đông, đất liền khi không bông nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu, nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như em vậy nhân vật còn chi. Cuối xin lượng cả từ bi, ra tay độ chúng qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ nguyên kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời tân thành lập, lão ấu đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước trị người minh, thân không bệnh hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời, cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính tam bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác tùng lương, lo bề hiếu tử dịnh đường Phật nhi. Nhìn được việc quấy gì khó nhìn, làm được điều chân chánh khó làm. Việc hiền thì rất thích ham, điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nổi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau, ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu vấn câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người, mãi ra người có tình hồi được chăng. Sự màu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu.
nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng, thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc. Cảnh giá cùng cánh thật xem qua, rõ ràng nơi cảnh ta bà vừa tanh hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sống ngắn còn bao nạn ít, người ở ăn tanh cách tham gian, không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân, xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muôn hơn thua, lợi danh lo ban lo mùa, ái tình lo hốt lo vua giàu thân, đi cặp với tâm trần ham hô, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng, mạng căng như đóa phù dung, muốn ham chưa thỏa kế chung dạo hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràn xe các biển đông, của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi, uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh, chỉ gây lấy tội vào mình thân, không trường hưởng hồn linh đọa đài. Chỉ bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai, đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây, để xem được hội rồng mây, và trông cho biết phép tài thần tiên, kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng, mắt chưa trông thật chuyện nhiệm màu, việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tín, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu, hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, mi gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên, tục phàm được quá thanh tiên, chúng sanh về Phật cũng nguyên hội này, rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu dơ đặng khúc phao, ấy là hạnh phúc vườn bao, không hoan hỷ bước vào Phật môn, được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền, một người đạo quả đắc thiền, lại còn cứu được cứu ở quyền siêu thân, đó chẳng khác như thuyền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông, phải là lợi ích lớn không. Chẳng lo tu niệm con hồng việc chi, thương qua đổi mới di cơ mật,
khắp thế gian nên thức cơn mê. Này con trong cái ao quê có nhiều hoa bóng u uế mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu tu nửa chừng dối tháo lời ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua sào đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người để qua trở lại tốt tươi như thường. Phật liền chỉ vào phương gần đó báo rằng con nên ngó xem qua đúng như sự thật chẳng là hay lời Phật nói sai qua với đời. Trông thấy qua nghe lời bi thiết khiến lòng ta chi xiết ngẫm ngùi. Hoa tươi xem thấy rất vui hoa xào càng ngắm lòng mối càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua cũng có hoa nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân có nhiều thiện tính tinh thần đáng lui. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.